Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Sa Phạm Thị Hồng Vân, con 52 tuổi, con ở đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc, rồi chị đảo Phú Quốc hôm nay về đây có chuyện gì xin chia sẻ với mọi người? Con ở được 30 năm rồi, con được ơn Chúa rất nhiều. Nói chung là khi nào cũng lớn Chúa. Nhưng mà con cách đây một năm thì con có là đau tim với thiếu máu cơ tim, thiếu máu dần nào. Nhưng mà con ở xa thì con nói là xin Chúa là chữa lành con, chứ không biết ai chữa lành. Là con một ơn lớn thứ hai là con ơn thứ nhất là con hết bệnh gì? Con hết bệnh thiếu máu cơ tim và thiếu máu dần nào con. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai thì vừa rồi con có đi là mấy người nói là đi vô Cha Long ở trong lộ giáo đường Tin Mừng, thì con cùng theo người ta đi, phải đoàn của con là 9 người mà con được đi về thì con được là con cầu xin là bác sĩ nói là con là có cái u cái di truyền giáp, thì con vô đây là con xin Chúa là chữa lành con, cho con cùng cầu xin Thiên Chúa chữa lành con thôi. Là bắt đầu con là xong là lên là con đi mổ về, thì trong lúc đêm mổ sống thì con thấy là Đức Mẹ mà con thấy là giá pháp hồi sức, là thấy hôn có một cái bên chỗ này, thì con là con ngoại sang bên này thì con thấy ông Thánh Chúa Xe và Chúa Giêsu, thì con khi nữa bơ mang con là xin chào ba tổng thống, con xin chào ba tổng thống Phúc, thì con suy nghĩ lại là Đức Mẹ thăm con rồi. Chưa đã hết lành, đã khỏi bệnh chưa? Khỏi rồi. Thì con vô đây thì con tạ ơn lòng thương xót Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con rồi thưa chị em, một người từ đảo Phú Quốc lặn lội vào đây để mà tạ ơn Chúa đã chữa lành những căn bệnh cho chị ấy. Chị ra ngoài đảo Phú Quốc ấy, nhiệm vụ của chị là đi loan truyền lòng thương xót Chúa ra ngoài đảo Phú Quốc nha. Nhớ không? Nhớ không? Rồi đem đi. Rồi, đây cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Lên đường, bé, lên đây con.